Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục Đào tạo bắt đầu đi vào thực nghiệm từ năm 2019, được xem là bước chuyển mình của giáo dục nước nhà khi khắc phục được các hạn chế chương trình hiện hành mà vẫn giữ nguyên các thành tựu vốn có. Chương trình phát triển theo định hướng xây dựng năng lực, phẩm chất cho học sinh và định hướng nghề nghiệp phù hợp cho các em thông qua việc đẩy mạnh truyền đạt kiến thức cơ bản, đi sâu vào thực tế và chú trọng hơn nữa việc học tập trải nghiệm. Dựa trên nền tảng ấy, mô hình công viên sách tại trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh đã mang lại hiệu quả tích cực khi các em học sinh bước vào thế giới tri thức của nhân loại, giúp các em tăng cường khả năng tự học và trải nghiệm trong tâm hồn. Bạn cô đơn ư? Đừng lo lắng, mọi cuốn sách đều sẵn sàng kết thân với bạn. Câu nói này hàng ngàn năm qua vẫn giữ nguyên giá trị khi mà sách đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta. Sách như chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ, là người thầy siêu việt thắp lên trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa của tri thức vô tận. Sách đưa chúng ta bay đến những chân trời mới, mà ở nơi đó ta có thể kiếm tìm, học tập và trải nghiệm những giá trị mà thế hệ đi trước đã dày công nghiên cứu, trau dồi và truyền đạt lại cho thế hệ sau. Hơn thế nữa, sách cho chúng ta những thay đổi trong tâm hồn, có thể mang đến cho ta những ý tưởng mới lạ hay những kinh nghiệm suy ngẫm về con người, về cuộc đời. Ngày nay, với sự bùng nổ và phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, chúng ta không chỉ có thể tiếp cận thông tin thông qua sách báo truyền thống, mà còn có thể mở rộng hơn, đa dạng hơn trên các trang mạng xã hội. Văn hóa đọc cũng đang dần bị lấn át và chúng ta cũng đang dường như đã mất đi thói quen đọc sách. Tuy nhiên, dù dưới hình thức nào, đối với con người, nhu cầu tìm hiểu thế giới tự nhiên và thế giới con người không bao giờ vơi cạn. Vì thế, sách mãi mãi giữ vai trò quan trọng của mình trong đời sống nhân loại, là phương tiện giúp con người nhận thức về thế giới và khám phá thế giới. Với mong muốn hỗ trợ tích cực cho việc dạy và học trong hoạt động chuyên môn, đa dạng hóa các hoạt động dạy học, giáo dục tinh thần đoàn kết, sáng tạo cho các em học sinh, mô hình công viên sách đã được Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh thành lập vào tháng 12 năm 2022. Tọa lạc tại khu vực sân trường dưới những hàng cây rợp bóng mát, mang đến cho các em một không gian thư thái, nhẹ nhàng sau những giờ học trên lớp. Hiện, công viên sách của trường có hơn 500 đầu sách ở các thể loại, các lĩnh vực và luôn được nhà trường cập nhật những đầu sách mới với nhật báo, tuần báo, nguyệt san, sách tham khảo, v.v. được nhà trường bố trí tại khu vực trước thư viện để các em có thể mượn thêm sách tham khảo. Bên cạnh đó, nhằm giúp các em phát huy tính sáng tạo trong công viên sách, nhà trường cũng đã dành một không gian để trưng bày các sản phẩm học tập của học sinh như sản phẩm STEM, sản phẩm khoa học kỹ thuật hay các bài văn hay, các bức tranh đẹp cùng các dụng cụ học tập do chính tay các em sáng tạo nên. Được xem như một không gian mở giúp các em học sinh tiếp cận thông tin, rèn luyện thói quen kỹ năng đọc sách, mô hình công viên sách đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tăng thêm nguồn cảm hứng cho các em sau những tiết học trên lớp. Mô hình công viên sách thì nhà trường đã tạo ra được một cái không gian mở cho học sinh và tạo điều kiện cho các em được tiếp xúc, tiếp cận với sách một cách tốt nhất. Từ đó sẽ giúp cho các em học sinh đạt được những cái nền tri thức mà chủ động tiếp cận với sách một cách tốt nhất. Thứ hai, đó là phát huy tối đa cái yêu cầu của thư viện về việc phục vụ bạn đọc. Không chỉ là bó hẹp trong một cái phòng đọc mà có thể mở rộng ra bên ngoài, tạo cho các em có thể được trao đổi, được giao lưu với nhau thông qua sách. Thứ ba, đó là khi có ở trong công viên sách thì các loại sách được các em đọc có thể là tận dụng tối đa cái nguồn sách, giống như nguồn sách báo, nguồn tạp chí và những cái sách tham khảo. Mặt khác thì các em có thể tận dụng được cái thời gian từ những tiết ra chơi 5 phút, 3 phút, thậm chí những thời gian rảnh các em cũng có thể đến trên những cái tủ sách di động như thế này và có một cái không gian sách, có một cái không gian đọc thoải mái hơn cho các em. Mục đích tối thượng nữa đó là cho các em có cái thói quen đọc sách, đồng thời là cái duy trì cái thói quen này giúp các em tăng cường cái trí tuệ và chủ động hơn nữa trong cái việc tiếp thu nguồn tri thức và trong cái học tập trong nhà trường. Ngày nay, khi mà công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, thông tin được cập nhật liên tục và không ngừng thay đổi,
thì việc đọc sách truyền thống vẫn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Việc học là không ngừng, việc học là mãi mãi. Em thích nhất là sách khoa học, bởi vì ước mơ của em sau này là trở thành một nhà nghiên cứu khoa học mang lại nhiều lợi ích cho con người. Công viên sách thì mang lại rất nhiều lợi ích, nó là một công cụ giúp chúng em học tập. Nó còn mang lại cho chúng em những kiến thức ngoài, những kiến thức mà thầy cô giảng dạy ở trên trường. Nó còn là một không gian giúp chúng em giải trí, vui chơi sau những giờ học dài, mệt mỏi và căng thẳng. Nhà trường thì luôn chú trọng về văn hóa đọc và chiều sâu. Khi chúng ta đọc sách thực tế như vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào một vấn đề mà chúng ta đang cần tìm hiểu. Chúng ta sẽ không bị cuốn hút và hấp dẫn bởi những thứ khác, giống như là khi đọc sách trên mạng Internet. Và khi đọc sách trên mạng Internet thì ngoài những thông tin mà chúng ta cần tìm hiểu ra thì còn những cái thông tin khác thì nó rất hấp dẫn hơn nhiều. Từ đó mà em lướt qua nhanh những cái thông tin mà em cần tìm hiểu và em không hiểu rõ được nội dung chính mà cuốn sách mang lại cho chúng em là gì. Và em cũng mong rằng là các bạn trong học sinh trường mình thì luôn giữ gìn và phát huy cái truyền thống đọc sách. Thì em cũng mong rằng các bạn trường khác cũng có thể đến trường em để giao lưu và cũng có thể trải nghiệm được cái mô hình công viên sách này. Sách, tài nguyên vô cùng quý giá của nhân loại, là hành trang không thể thiếu với chúng ta và cũng là một người bạn, là kim chỉ nam đưa chúng ta đi trên con đường sáng suốt trong cuộc đời. Sách mang đến cho chúng ta những suy nghĩ cao cả cùng những hiểu biết sâu sắc, khơi mở những điều thú vị và bổ ích như những người bạn tốt, đặc biệt là đối với những ai yêu thích đọc chúng.